Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quy Thành. Và hôm nay tụi mình sẽ trở thành ninja. Ông ơi, đấu kiếm với anh không? Yeah. Kiếm to quá. Cái này có đấu được với anh không? À, kiếm đấu cực kiếm à. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cùng với ốc vào trong game để thi đấu trở thành ninja với những thanh kiếm, những môn võ cực kỳ ngầu. Các bạn biết ninja không? Rất ngầu luôn, phi tiêu các thứ luôn đấy ốc ạ. Cái gì đấy ốc? Vào game để xem em trở được ninja không nhé ốc nhá. Ok, các bạn nhớ nút like video, đăng ký kênh để xem quảng cáo cho bọn mình. Và bây giờ đi làm ninja. Ninja đẹp trai ngất ngây con gà tây đã ở đây, còn đây là ninja bị ngốc. What? Chém cái gì mà chém? Anh múa cô luôn này này này, múa cột hết, múa cột nhá. À, quật mông ốc, quật mông ốc. Ây dạ. À. Cơn đậu phân. À, anh cũng biết luôn, đập 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 đập. Chạy đi. Và hôm nay chúng ta có những đối thủ siêu ngầu luôn các bạn ạ. Đây, toàn những ninja siêu đẹp trai hot boy. Che kín mặt thì chả biết là đẹp trai không. Chắc là cũng hơi đẹp trai. Nhưng làm sao đẹp trai bằng anh bên ngoài đúng không các bạn? Đúng, đúng. Ninja rất là ngầu các bạn ạ. Đấy, chuyên là dùng ám khí và những cái gọi là động tác rất là dứt khoát và nhanh các bạn. Really nigga. Đây là Jenny, đây là student. Đây là người experience, tức là có kinh nghiệm rồi. Đây là ninja nốt các bạn ạ. Ui, ninja nốt này bên Quy Thành. Ờ, đội nón có sừng ngầu như trái bầu luôn các bạn. Ui, còn đây là sensei, thầy dạy ninja đấy. Ui, hôm nay anh sẽ đánh bại thầy dạy ninja, trở thành cụ tổ dạy ninja luôn. Được, thế anh có dám đánh em không? Để chúng ta có PVP không? Được, vào đấu luôn. Hình như ốc, hình như trên bờ đốc vào luyện tập được các bạn ạ. Nào, 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 nào. Đẩy ốc vào luyện tập kiếm rồi, ốc treo anh ra gất trên đất rồi. À, đấy, bây giờ nha, bây giờ mình là có một thanh kiếm katana hết sức bình thường. Mình sẽ chăm chỉ luyện tập để trở nên ngầu lòi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy khả năng của mình đã có thể chiến thắng được bao nhiêu ninja. Đầu tiên chính là đứa ninja Jenny, một ninja thực tập. Ê, giời, không biết có thắng nổi không, ông bốc phép nào. Xem bác bảo, yeah, tối đấy ông ơi, thua đi. Thắng luôn, đánh ngã ninja Jenny luôn. Ăn đồ, được của nó đấy. Ôi giời, tên đấy thì ai chả đánh được. Đến ninja gọi là student, học sinh ninja đấy. Đầu tiên mình phải chào đã các bạn, đây là kiếm đạo của Nhật là thế. À, chào. À, phải chào trước, nào 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 nào. Ui, có thắng được không? Thắng được nhưng hơi vất. Ôi giời ơi. Hơi vất vả các bạn ạ. Rồi rồi, thắng 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 thắng. Ơi, ok, cũng ghê các bạn. Bây giờ mình đi luyện tập thêm chứ mình đồ rằng là đến cái bạn ninja experience này mình sẽ không thắng được. Đúng, hợp lý. Rồi xong. Bây giờ để luyện được ở đây chúng ta có những cái để chúng ta có thể luyện, đó là đây mình có thể luyện katana này, luyện côn này và luyện cú đấm để mình có thể đánh mạnh hơn các bạn ạ. Cú đấm của anh bây giờ hơi yếu, bây giờ anh sẽ quyết định ra đi đấm bốc. Đấy các bạn, đó là đấm để tăng cái chỉ số mạnh của tay lên. Ví dụ như đối thủ đến mình đấm một phát là đối thủ ngất trên đất luôn. Đấm luôn, đấm luôn. Ông chơi bẩn nha, đứng sau anh đấm vào người anh không chịu chơi đâu. Anh sẽ đấm này chưa đấm được các bạn ạ. Mình chỉ là tân binh đấm cái quả bé bé thôi, tí mình trở thành VIP mình sẽ đấm cái quả to kia. Và ở đây có rất nhiều trứng này các bạn này, nhưng mà mình cần phải có cúp, mình phải chiến thắng thì mình mới mua được. Bên Quy Thành thì đã chiến thắng được ai? Vào đấy cái anh student lại dập cho không chịu phát nào. Bây giờ nha, anh sẽ đi vào shop mua luôn, không phải nói nhiều. Anh là VIP. Ê, các bạn xem. Em mở trứng vào này, em mở trứng. Từ em thế mở được trứng. Cái gì? Được cái gì? Được con chuột xinh lắm Bên Quy Thành ạ. Con chuột sống mù, chuột thối hoắc. À, con đó này. Đây, bây giờ nha, các bạn xem quảng cáo trong video của anh lần trước rất là nhiều. Hôm nay sẽ mua cái kiếm luôn. Và anh mua kiếm katana xịn thế. Đây, thanh kiếm nào đắt nhất? Thanh kiếm nào đắt nhất ở đây? Ủa, không bán à? Ở đây mấy thanh kiếm có cùi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào shop luôn này. Ủa? Xem trong shop có gì nào. Ở trong này nó bán trứng các bạn ạ. Đấy, trứng này. Ui, VIP thật sự luôn. Đâu, pet đâu? Ủa, không bán pet luôn hả? À, không bán kiếm hả? Nó chỉ bán mấy cái bình thường các bạn ạ. Nó không bán pet. Em tưởng là kiếm bán mà. Đi vào đây là bán kiếm mà. Đâu, chỗ nào? Đây. À, cái này không phải bán các bạn ơi, mình có thể tự trang bị được. Bây giờ ốc sẽ trang bị lên thanh kiếm medium. Đấy, cộng 11 giây luôn.
mình tự trang bị được. À, cái này chưa có gì ha, mấy cái này mình ấy xong chắc là mình mới có. Ui, cái gì không? Cái gì? Phi tiêu này ông này. Phi tiêu nhưng cái đấy phải làm hoàn thành nhiệm vụ. Ờ, phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây mình có nhận được quà các bạn ơi. Đấy, mình sẽ nhận. Đâu nhỉ, không mua được kiếm Vim nhất à? Không mua. Anh vào đi, anh xem em tra, à, anh xem là anh trang bị được kiếm gì. Cái đấy không mua, cái đấy là trang bị auto. Ôi, bây giờ thành cộng có 4 giây, em lên thành media điểm là cộng 11 giây rồi. Wow. Ôi, xong kiếm nè các bạn ơi. Mình muốn có cái này. Mình muốn có cái này nhưng mà không mua được các bạn ạ. Cực cay luôn. Bây giờ mình có một vòng quay, mình sẽ quay. Tịch 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 tịch. Quay ra cái nịt nè. Quay ra rất nhiều đồ xịn. Quay ra thú à? Quay ra thú à? Được thú quay sao các bạn? Không được. Có hình như không được gì. Nó sẽ không được không gì. Không được gì rồi, không được gì. Quay vào phần ranh giới. À! Nhỏ thật sự. Cay luôn à. Anh được rồi, anh được con thú rồi. Anh vào pet đi, anh vào pet đi. Ra đi, anh vào pet xem là nhận được con thú. Cho ê, em một con, cho em một con. Không được gì. Tuyệt quá, tuyệt quá. Hôm nay hơi ốm, hơi sổ mũi đi thôi. Nhưng mà hơi may mắn đấy các bạn ạ. Cho em một con. Không cho. Còn lâu mới cho, anh dùng hai con này luôn. Anh vừa quay được, ốc quay xem được cái gì. Mình cũng quay, các bạn ơi, mình sẽ vào con thú giống như Bê Quý Thành. Ê, còn lâu mới được. Được con 500 kg sức ấy. Quá cùi các bạn ạ. Chán quá. Bây giờ mình đấm một lúc cái này thôi á, mình sẽ trở thành cao thủ võ lâm luôn. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Cao thủ võ lâm tào lao. Còn ốc cao thủ võ hâm luôn các bạn ạ. À bây giờ đây, mình từ từ xem cái VIP này mất bao tiền để có thể đấm được cái VIP này. 249 mua luôn, mình đấm VIP luôn các bạn. Ui, đấm VIP luôn ạ. À? Đấm VIP luôn, đây có thể là VIP mà các bạn ạ. Xem quảng cáo cho anh rất là nhiều, anh cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Hôm nay có tiền thì anh sẽ mua những vật phẩm rất là xịn trong game cho các bạn xem là nó có cái hiệu ứng gì và có gì hay nha. Ok. Đấy, anh được đấm hẳn bao vàng, bao bạc, còn ốc đi đấm cái bao xanh lè xanh đét. Quê. Yeah. Đang luyện kiếm katana kệ em. Ui giời. Quá cùi bắp, trong thời gian đấy anh lại vào shop anh kiểm tra xem mình có thể mua được cái gì. Ở đây mình có thể mua được trứng này các bạn này. Trứng này là 799 Robux 10 quả. Nhưng mà không biết nó tăng tỷ lệ gì nào, mình không được xem à. Ơ, ở dưới này có trứng thiên thần nè. Ở bên này xem có gì không. X2 cúp các bạn. Mình đang cần mua X2 các bạn VIP. Đây rồi, X2 katana luyện tập. Mua luôn các bạn ạ. Mình sẽ luyện tập katana một phát X2 luôn. Kinh ấy. Kinh lắm, các bạn xem quảng cáo cho anh mà. Nhớ là trong video nó xuất hiện quảng cáo ấy, các bạn nhớ xem hết cái quảng cáo, đừng bấm bỏ qua nhé. Để anh có một khoản tiền để anh có thể mua được những vật phẩm siêu xịn ở trong game. Okay. Nào xem nào, có gì nữa không? Anh sẽ mua đấy. Các bạn yêu cầu mua cái gì anh mua cái đấy luôn. Ui, con này mua với giá là 499 Robux X250. 5000 Robux. Ui, 5000 Robux quá đắt. Lần trước các bạn xem hơi ít quảng cáo. Đấy, 500 Robux. Ở 5X500 các bạn này. Đây là những lọ thuốc giúp mình may mắn khi mà mở ra pet các bạn ạ. Hết rồi. Nó không bán kiếm các bạn ơi. Nói chung là chỉ có thế thôi. Bây giờ anh sẽ mua một quả trứng may mắn nhá, xem được cái gì. Một quả trứng này nó đã 349 Robux rồi. Ok, mua luôn trứng siêu ngầu. 349 Robux. Được cái gì? Được cái gì? À, được cái gì? Có gì ấy? Có gì đâu? Không biết. Vào nhìn lại các bạn ạ. Vừa được cái con à. Ê, vào nhìn lại cái gì? Vào pet của mình đi. Biết mình nhìn cái gì? God deny à? God vào deny sân, God deny. Hả? Con này hả? À? Con cùi nhất rồi các bạn ạ. À, có một kiếm đúng rồi. À, đẹp thật sự luôn. 300 Robux eo ơi, bê quý thành phiền. 300 Robux x được 50, con này x10 thôi, nói chung cũng được các bạn ạ. Không sao cả. Bây giờ ngoài luyện đấy ra mình sẽ đi luyện kiếm các bạn ơi. Ok, sau một thời gian luyện tập, bây giờ mình sẽ tiếp tục khiêu chiến với Ninja Experience. Các bạn hãy nhìn đây, mình chuẩn bị đánh Ninja Experience. Ốc thua lòi mắt đi, ốc thua lòi mắt đi. Được, thua chưa ốc, thua chưa? Không, mình sẽ không thua. Nhưng mà có vẻ như cân tài cân sức quá các bạn ơi. Ôi, ôi, thua rồi, ốc thua. Không. Cố lên ốc ơi. Không, em thua đi. Mình cổ vũ dạo thôi các bạn. À, mình sắp thua rồi các bạn ơi. Hỏng rồi. Sao mình có nhiều sức mạnh kiếm mà mình lại thua. Thua rồi. Trời ơi. Đồ ăn hại. Ốc thua rồi à. Bây giờ đến lượt Bê Quý Thành, anh sẽ đối đầu với tên đầu tiên. Tên này có quả tóc nốp cực kỳ luôn. Anh đấu phát là, đấy, chào, đấu luôn.
kiếm màu xanh á. Đối thủ thua, cả bật đất luôn. Đối thủ tiếp theo, đây là một student, một học sinh. Ây à. Đúng rồi. Chào cái nào. Làm cho sao. Ô đối thủ thua. Ôi cho đối thủ tiếp theo vào. Hay quá. Đây là đối thủ Xperisocialo. What the hell? Không hiểu là mình nói cái gì nữa, nhưng mà mình sẽ đấm đối thủ này ngất trên cái quất luôn. Nó là experience rồi hả? Đây, experiment thì cũng nằm vật xuống đất thôi. Bây giờ đấu với lớp ninja luôn. Đầu đội nón. Kinh đấy, thua đấy, ninja này xịn lắm. Ninja gặp anh thì tắt điện hết. Anh là ninja ngầu nhất, anh không cần phải mặc gì. Yeah. Kinh đấy. Đối thủ tiếp theo, ngất. Vỗ tay, vỗ tay. Cút treo đầy mình cho đêm thành bây giờ phải VIP nhất thế giới các bạn. Trời ơi. Ôi, anh được đấu với người sensei rồi. Thầy dạy rồi. Thầy này còn áo trắng luôn các bạn ạ. Ôi, thầy chém đâu rồi. Thầy có kiếm ra không? Thầy mạnh lắm. Thầy là thầy mà. Thôi sao thầy chém anh làm ngất trên nền đất. Anh đã thất bại rồi các bạn ạ. Không được, anh phải chiến thắng thầy, trở thành thầy của thầy, dạy môn ninja. Ok chưa? Ok. Anh đã có bao nhiêu cúp? 256 cúp. Xem mở được trứng gì. 700 cúp mới được mở trứng này cơ. Bây giờ anh sẽ mở một quả trứng này. Trứng ninja ra cái gì? Ra một con Snow Bunny các bạn ạ. Nè. Trang bị được mấy con thú cưng nhỉ? Hình như ba. Ba con rồi các bạn ạ. Con này X2 quá cùi, không thèm lắp. Sida. Rồi, luyện tập bây giờ vào lấy kiếm mới các bạn ơi. Người như mình bây giờ là phải lấy được thanh kiếm cộng 25 giây cho một lần rồi. Gần VIP nhất rồi. Ai ghê đấy. Đấy, rồi. Bây giờ đi luyện kiếm. Yeah. Đây là môn, các bạn biết môn gọi là chém gió. Đấm chém gió. Đấy, từ nãy giờ mà mình quên mất, mình còn chưa luyện gọi là côn các bạn ạ. Côn thủ đấy. Mình vào đây mình xem là luyện côn được rồi các bạn ạ. Mình thử lấy cái côn để luyện nào. Đây. Đâu, luyện côn. Đứng lùi ra. Ồ, đi ra chỗ khác mới luyện được. Ảo thật đấy. Đấy, luyện linh tinh vậy á. À, thế không vào đây đập được. Ồ, không vào đây đập được các bạn. Tân Minh 1.6m mới vào đấy đập được. Ảo thật đấy. Rồi các bạn ơi. Yeah. Bây giờ mình cũng sẽ đi mở trứng các bạn ạ. Bọn mình đã chiến thắng và có cúp. Và mình sẽ mở hẳn trứng 125 Robux. À nhầm. 125 cúp. Yeah. Mở ra. Ốc mở được cái gì? Trả ra cái gì củi bắp. À mở được con gấu Pola. Pola. Quá là Sida luôn các bạn ạ. Sida. Em thắng được nốt chưa? Em ạ, nốp á. Nốp chưa. Quá cùi luôn các bạn ạ. Bây giờ anh sẽ chuẩn bị đi đấu với thầy. Anh sẽ thắng được thầy ninja áo trắng. Bây giờ đang khiến anh lo lắng. Đấy, nhưng mà tí anh thắng là anh khơi hết lo lắng luôn. Vì anh đã thắng được thầy đấy. Quá chuẩn luôn. Đây, anh Minh Thành là cao thủ võ lâm, còn ốc là cao thủ võ hâm nha. Chuẩn bị ốc rồi. Ốc có 3 con thú cực kỳ xinh nhưng mà yếu xìu, không bằng con của anh Minh Thành đâu. Ờ đúng rồi, nó yếu, nhìn nó lẻ lẻ thôi các bạn ạ. Nhận quà thôi các bạn ơi, nhận quà. Ôi, nhận được quả trứng luôn, được cái gì. Trứng ninja, ra cái gì, một con ra mèo. Ra con lợn hồng. X2.35, quá cùi, không thèm lắm. Nhận tiếp. Sức mạnh tay này, lọ thuốc này, ui thú này. Ui, được đấy các bạn ạ. Ui ôi, nhận được nhiều quả quá. Rồi, và xếp pet, mình vừa nhận được con heo 2.35 này, con này bao nhiêu? X3, con này X9.5 cũng được, nhưng mà vẫn thua mấy con này của mình. Nên là mình sẽ không mặc nó vào người, không dẫn nó đi theo được các bạn. Đã đến giờ, bên của thầy trở thành cao thủ võ lâm các bạn ạ. Anh sẽ rút katana màu xanh của anh ra. Kinh, katana màu xanh luôn. Đúng rồi. Thanh này chưa lấy được các bạn ạ. Rồi, ok, mình sẽ luyện tập một xíu nữa. Bây giờ anh sẽ đi đấu với thầy giáo ninja. Wow, bên mình thắng thầy giáo luôn hả? Đây, chào thầy. Em bây giờ sẽ thắng thầy. Yeah, wow, bên mình sẽ thắng thầy giáo luôn. Wow. Mời đến. Thầy nằm trên nền đất, ngất trên cái quất luôn. Thắng rồi. Bây giờ mình vẫn đang luyện tập. Nào, bây giờ ốc thử đánh thắng thầy xem có thắng được không? Được rồi, em sẽ đánh thắng thầy. Học sinh mà không đánh thắng thầy là cũng bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ anh đã trở thành cao thủ võ lâm nhờ là kỹ năng luyện tập chăm chỉ của anh. Thầy giáo, chuyên trọng.
thầy giáo thắng luôn. Ôi trời ơi, chưa kịp hay ra sao nào thầy thắng luôn. Rồi bây giờ gọi là đến một màn nữa là màn mở trứng VIP nhất ở đây. Trứng là 700 cúp mình mới mở được quả. Đây mình sẽ mở quả này đây. Trứng ninja siêu go được cái gì? Wow, được con slam lava các bạn ạ. Slam lava kia nó kia. Ủi nhân 3.5. Cui phẹn. Không thể lắm các bạn. Rồi bây giờ anh đã hết đối thủ ở đây rồi. Anh đã trở thành ninja VIP nhất ở đây rồi. Bây giờ anh sẽ tái đấu với ốc. Ban đầu ốc thắng đúng không? Bây giờ ốc trở lại đây để mình solo kết thúc video ngày hôm nay. Bun kìa. Bun quá cùi, bây giờ anh xẻo mông Bun luôn. Mình sẽ chat với Bun là solo không? Nào, ốc bây giờ sẽ solo với Bun, vào solo luôn. Solo. Kìa, vào solo đây, đây. Nào vào anh đây. Anh sẽ làm trọng tài cho trận đấu này, đây. Bun vào đâu, chơi đây, solo. Đâu chỗ nào solo? Đây. Nào. Đây, vào đây. Có chị, ok. Đây, vào đây, nào, vào. Rồi, mình và Bun nha các bạn. Mình thắng chắc, Bun mới có 20 sức mạnh. Tôi gì sánh vai, ơi lời ạ. Sao mày ngu thế? Ốc thua Bun rồi. Bây giờ đến lượt anh đấu với ốc. Nào, solo ốc. Sao em lại thua nhở? Trên màn hình hiển thị là mình thắng mà. Lại, làm lại game lỗi rồi. Nào, không, đấu với anh trước kìa. Game lỗi rồi. Ô sao ông lại mạnh hơn anh này? Yeah! Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Game đèn lỏng rồi. Đèn lỏng rồi các bạn ơi. Bất phân thắng bại à? Anh bị thua mà. Tại sao nhỉ? Như kiểu... Nhưng mà ở màn hình của mình ấy là mình thắng. Đợi, ủa, mình không hề bấm nha. Mình không hề bấm mà mình vẫn lên này các bạn này. Mình không hề bấm mà mình vẫn lên. Biểu hiện đừng bấm. Em không bấm em vẫn thắng anh này. Trên màn hình của em này. Ảo thật đấy. Game lừa. Game lừa rồi. Đấy. Anh đã hạ vũ ốc, không cần biết. Vâng. Game lừa. Ngày hôm nay bên của này trở thành ninja ngầu nhất của đất rồi. Ok, còn Bun mới chỉ có một vài tí sức mạnh thôi. Thật ra là game lỗi chứ Bun nó thắng được mình các bạn. Đúng rồi các bạn ạ. Và nếu bạn thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh. Và bạn nào thích ninja thì đừng quên bình luận ở dưới em muốn trở thành ninja. Và đừng quên xem hết quảng cáo trong video để anh có tiền mua những vật phẩm siêu xịn ở trong video lần sau. Còn bây giờ bye bye. Bye bye. Còn nếu bên ngoài mà các bạn muốn gặp ninja thì chúng ta có thể gặp Ninja Lead nha. Thôi ông đừng bốc phét rồi. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại bạn video sau.